Dạ, xin kính chào các bạn. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang chạy đi tập thể dục á. Thì trên đường đi tập thể dục một chút nữa mình sẽ chạy đi đến một cái tiệm đồ cũ á các bạn. Mình xem coi có bán xe đạp cũ, mà xe đạp đua mà giá rẻ rẻ tiền á, để mình giới thiệu cho các bạn xem tham khảo nha. Dạ các bạn ơi, đây là chiếc tàu điện nhỏ ở Nhật này các bạn. Dạ ở quận này giàu lắm có con tàu này các bạn. Dạ bây giờ mình đang chạy dọc theo con đường này các bạn. Dọc theo con đường này chạy dài xuống khoảng một chút nữa là sẽ đến cái tiệm đồ cũ bán rất là nhiều đồ các bạn. Để mình chạy đến đó rồi mình vô mình xin quay cho các bạn xem. Mình tìm coi có những chiếc xe đạp đua nào bán không. Dạ các bạn ơi, dạ mình chạy đến rồi nè. Hôm nay thì trước cửa tiệm mình thấy có để bán 4 chiếc xe đạp này các bạn, với lại một chiếc xe màu hồng hồng của em bé nè. Đây chút nữa mình sẽ quay cho các bạn xem mấy chiếc xe này. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, mình tìm chiếc xe đạp đua nào có trưng bày trong đây không. Xin mời các bạn cùng theo dõi ha. Và bây giờ mình xin quay tất cả những món đồ ở trong tiệm này để các bạn xem tiệm đồ cũ ở Nhật có trưng bày bán những gì. Dạ biết đâu video này các bạn xem, các bạn thấy được những món đồ mà mình cần tìm nó, mình mua để mua được cái giá rẻ hơn á, thì các bạn đến đây. Dạ cái giá lô bốt này các bạn, 2 man 2 thì khoảng 4,5 triệu tiền Việt Nam mình á, cái lo này nè. Dạ các bạn ơi, nếu như trong tiệm này các bạn có nhìn thấy những món nào đồ nào yêu thích á, thì các bạn muốn đến đây mua mà không biết địa chỉ thì các bạn nhắn tin cho mình sẽ gửi địa chỉ cho các bạn để các bạn đến đây mua sử dụng nha các bạn. Dạ bây giờ mình sẽ đi từ từ vào bên trong mình quay cho các bạn xem. Dạ ở đây có bán cái bếp điện để mình xem giá bao nhiêu. Cái bếp này 11.000 yên các bạn, thì khoảng 2,2 triệu tiền Việt Nam mình. Dạ còn đây là khu vực bán các lò vi sóng các bạn. Đây mình xem cái này cái 6.800 yên. Dạ cái này thì khoảng 1,4 triệu ạ. Cái bên dưới này thì 8.250 yên, thì khoảng 1,7 triệu tiền Việt Nam của mình. Dạ các bạn ơi, mình nói giá tiền yên Nhật đổi sang tiền Việt Nam á, nó có hơi xê xích chút đỉnh, mong các bạn thông cảm dùm, vì mình cũng vì mình không có biết cái giá tiền yên đổi qua tiền Việt Nam hiện tại các bạn, có thể không có chính xác, mong các bạn thông cảm. Dạ ở đây có bán cái quạt xanh xanh nè các bạn. Cái quạt này thì cũng rất là mát, rất là xài rất là tiện cho nhà mà có trẻ con các bạn, nên xài cái này nó không có cánh á, nó không có nguy hiểm. Cái này cái cũ thì là 11.000 yên, thì khoảng là 2,3 triệu tiền Việt Nam mình á. Đây là tủ lạnh. Công nhận tiệm đồ cũ này bán rất là nhiều đồ các bạn. Khu vực này bán quá trời máy giặt luôn. Máy giặt thấy còn mới quá. Dạ ở Nhật các bạn, đồ cũ thì thường thì người ta hay kêu cho lắm các bạn. Vì người ta chuyển nhà đi á, thì đồ của người ta đang xài vẫn còn tốt lắm. Vì người ta chuyển nhà đi xa, đồ nặng thì người ta không muốn mang theo á các bạn. Nhìn mấy cái tủ lạnh thì còn mới ghê. Cái tủ này 66.000 yên. Cái tủ này thì khoảng 13 triệu. Còn mới ghê các bạn. Phía trong này có cái tủ lạnh hai cánh. Còn thấy tốt ghê các bạn, còn mới ghê. Để mình xem giá tiền có bao nhiêu nha. 143, khoảng 28-29 triệu tiền Việt Nam mình cái tủ này các bạn, tủ hai cánh.
Còn đây là máy giặt, vừa giặt vừa sấy luôn. Để mình đi sâu vào bên trong xem có gì nữa không. Khu vực này có mấy cái máy hút bụi nè các bạn, mấy cái máy Dyson nè các bạn. Mấy máy này lúc mới ra nó cũng nhiều tiền lắm. Máy này có giá khoảng 2 triệu tư tiền Việt Nam mình các bạn. Hôm nay để mình khám phá hết tiệm đồ cũ này cho các bạn cùng xem. Ở đây coi có những món đồ nào các bạn xem mà các bạn cần không ha. Không biết bên trong khu vực bên này còn xe đạp nữa không biết nữa. Nhiều đồ lắm các bạn, tiệm đồ cũ này nó lớn lắm. Ở đây là vali. Mấy vali này còn mới chứ. Này thấy giá cũng rẻ tiền chứ không có đắt. Một cái 3.300 yên thì khoảng 600 mấy tiền Việt Nam mình một cái vali. Đây mình đi qua bên khu vực bên đây xem có gì nữa không ha. Bên này bán đồ phụ nữ. Trong cái tủ này trưng bày đồ hiệu các bạn. Còn đây giày dép của phụ nữ. Để xem có đôi nào vừa hơn mình mua mình mang. Thôi mấy đôi này nhỏ quá không vừa chân mình không, thôi mình không mua. Thôi mình mua kiếm mua giày nam mình mua mình mang đi. Dạ mình nói cho vui thôi nha các bạn. Đây là của các chị chứ không phải là mình. Dạ không phải là ru của mình đâu nha các bạn. Còn đây là trang sức. Rồi mình sẽ đi tiếp sâu vào bên trong. Dạ bên trong còn rất là nhiều đồ nữa các bạn. À, bây giờ mình đi sâu vào bên trong nha. Thấy đây có bán cái ghế trong thấy cũng còn đẹp quá. Đi xem giá bao nhiêu tiền. Cái ghế này có giá 77.000 yên. Khoảng 16 triệu tiền Việt Nam mình cái ghế này. Để mình đi tiếp sâu vào bên trong khu vực trong này thì có rất là nhiều bàn ghế. Rồi có rất nhiều đồ cổ nữa các bạn. Cái ghế này nhìn thấy cũng hay ghê. Giá bao nhiêu đây? 23.100 yên. Dạ, khoảng 4 triệu 6 cái ghế này ạ. Nhìn chiếc xe baby car này. Hình như chiếc xe này của mấy chú chó thì phải. Nhìn dễ thương ghê. Khu vực bên đây bán đồng hồ các bạn. Người mắt kiến nè. Thỉnh thoảng mình cũng nhìn thấy có bán đồng hồ Rolex cũ các bạn. Giá cũng rẻ tiền á. Mấy cái đồng hồ trong này thì cũng bình thường các bạn. Bên trên này là nước hoa các bạn. Để mình xem một hộp nước hoa này bao nhiêu tiền. 2.750 yên. Khoảng 500 mấy tiền một hộp nước hoa này các bạn. Lumira là tên của một cô người Úc sản xuất cái hãng nước hoa này các bạn. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong này nữa xem. Thấy mấy cái lồng đèn treo trên này đốt thắp sáng vậy nè cũng bán luôn nha các bạn. Ở trong đây là cái tủ đồ hiệu. Bên này thì ly tách các kiểu luôn. Nhìn đồ ở tiệm này còn mới lắm các bạn. Thấy còn đẹp ghê á. Quá trời đồ luôn. Ở bên dưới tầng 1 cũng có đồ nữa. Để một chút nữa mình sẽ đi xuống bên dưới mình xem coi. Mình quay cho các bạn xem có
Hình như có đồ cổ cũng rất là nhiều. Nhìn mấy cái đồ cổ xưa nhìn là đẹp quá các bạn. Các bạn xem. Lồng đèn này cũng lồng đèn xưa lắm rồi nè các bạn. Ôi nhìn đẹp quá chừng luôn các bạn ơi. Công nhận cửa hàng đồ cũ này đồ nhiều đồ thấy còn đẹp còn tốt ghê á các bạn. Cái kệ này thiết kế hay ghê. Để đồ gọn ghê. Các bạn ơi, ở bên dưới vẫn còn đồ cũng rất là nhiều nha các bạn. Và bây giờ mình đi xuống từng một mình sẽ quay cho các bạn xem dưới này nó có những gì nha các bạn. Hình như bên dưới này nè nó nhiều đồ cổ lắm thì phải. Đây nè các bạn xem mấy khung ảnh và hình toàn đồ cổ là nhiều lắm. Dạ các bạn ơi, mình xuống dưới này mình quay thì mình cũng không có biết gì về mấy cái đồ cổ này nhiều lắm các bạn. Và bây giờ mình chỉ quay cho các bạn xem để các bạn nào có cần những món đồ cổ ở đây thì các bạn đến đây các bạn sẽ mua sử dụng nha. Ở dưới này không biết có để bán chiếc xe đạp nào cổ không em. Để mình quay qua bên trong này coi xem coi có không. Ở đây thì không có xe đạp rồi. Để mình quay qua một vòng cho các bạn xem khu vực này. Một chút nữa mình quay cho các bạn một cái ghế. Mà không biết cái ghế này ngày xưa của ai ngồi nữa mà bán thấy cái giá vẫn còn cao lắm. Cái ghế mình thấy nó cũ quá mà vẫn còn giá cao ghê. Bên này thấy có trưng bày để bán cái cây nhìn thấy cũng đẹp lắm các bạn. Nhìn thiết kế làm cái cây này hay ghê. Cái cây này mà để trong nhà nhìn thấy nó tươi sáng lắm á. Này các bạn nhìn xem cái cây này nhìn thấy hay ghê. Không biết cái này là cái gì của người Nhật người ta xài nữa. Ở đây có bán cây đàn này các bạn. Đàn guitar. Nhìn cái gương kiếng này của công chúa nào mà thấy nhìn cổ xưa ghê. Cái này mình xem có bao nhiêu tiền. 38.500 yên. Khoảng 7 triệu mấy tiền Việt Nam mình cái này các bạn. Nhìn cũ dễ sợ luôn mà đắt tiền ghê. Nhưng nhìn thấy cái kiến tốt ghê các bạn. Tự nhiên xuống dưới hầm này quay đồ cũ, đồ cổ. Có mình nhìn thấy cũng ớn ớn quá các bạn. Thôi không sao, cố gắng quay hết video cho các bạn cùng xem, cho các bạn xem biết đồ cũ ở Nhật. Dạ, quay qua bên này thấy có treo cái ghế nè các bạn, cái ghế phía trên đó. Cái ghế này các bạn không biết là vị nào ngày xưa ngồi mà nhìn thấy có cổ dễ sợ luôn á. Cái ghế này chắc là cái loại gỗ cây tốt lắm các bạn. Để mình xem cái giá cây gỗ ghế này bao nhiêu tiền nha. 12.100 yên. Mà nó cũ lắm ha các bạn. Mà cái giá rất là cao. 12.100 yên cái ghế này thì khoảng 2 triệu tư tiền Việt Nam mình cái ghế này các bạn.
Dạ, bây giờ mình sẽ đi lên trên nha các bạn. Lên trên lúc nãy mình sẽ quay cho các bạn xem bốn chiếc xe đạp trưng bày ở phía trước cửa. Thì mình sẽ quay thật kỹ cho các bạn. Nãy mình thấy có một chiếc xe Lodo Baker, là chiếc xe đạp đua các bạn. Xe đạp đua của Louis Gardner, thấy giá bán cũng rẻ rẻ tiền á. Để mình quay cho các bạn xem coi chiếc xe đạp đua đó có thích hợp với các bạn nào. Các bạn muốn đến đây mua thì các bạn tới các bạn xem giá tham khảo nha. Ở đây mình thấy có để cái ghế, nhìn thấy nó cũng hay hay các bạn. Cái ghế này thấy tốt quá các bạn. Cái này ngồi biết chừng nào mà hư. Để mình xem cái ghế này bao nhiêu tiền ha. Ghế này ngồi chắc sang dữ lắm. Wow. Công nhận cái ghế này nhìn thấy chắc chắn ghê. Nên về cái giá bao nhiêu tiền nha. 15.400 yên. 3 triệu mấy cái ghế này các bạn ơi. Cái ghế này công nhận tốt ghê á. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên đây. Ở dưới đây một mình thấy cũng hơi hồi hộp ghê á. Thôi mình đi lên trên đi. Nào bây giờ mình đi chi ra phía trước các bạn. Ra phía trước cửa nè. Lúc nãy có trưng bày bốn chiếc xe đạp á. Mình sẽ đến đây mình quay thật kỹ cho các bạn xem. Dạ, ở đây có bốn chiếc xe đạp cũ nè các bạn. Hai chiếc xe đạp đầm, một chiếc xe đạp đua, với lại một chiếc xe màu xanh xanh, xe gáp nè các bạn. Để chút mình quay thật kỹ cho các bạn xem chiếc xe xanh xanh này cũng hay lắm. Chiếc này thì khoảng 1,8 triệu một chiếc. Để mình coi chiếc xe đạp đầm cũ này có bao nhiêu tiền nha. Chiếc này thì khoảng 1,7 triệu các bạn. Dạ, các bạn ơi. Mình thấy chiếc xe này nhìn thấy cũng hay ghê các bạn. Dạ, chiếc xe đạp xanh xanh này là chiếc xe đạp gấp các bạn. Để mình quay thật kỹ cái khung sườn cho các bạn xem. Nó có cái chỗ nối nè các bạn. Cái chỗ này mình có cái lục giác á. Mình sẽ mở nó ra, mình xếp nó lại được á, rất là gọn. Đây nè các bạn. Nè. Cái chỗ này mình có cái lục giác đó, mình tháo nó ra. Mình ship lại nó rất là gọn. Còn ở bên dưới này cũng vậy các bạn. Ở đây mình cũng tháo ra được nè. Rồi mình ship nó lại. Chiếc này thiết kế công nhận gọn ghê. Thấy nhỏ mà gọn, chiếc này chạy trong thành phố đi vòng vòng tiện lắm á. Nhìn cái bánh nhỏ gọn ghê. Các bạn xem cái ghi đông này nhìn thấy hay ghê các bạn. Cũng đầy đủ đồ, có đèn, có chuông rồi luôn. Chiếc xe này thấy còn mới quá các bạn. Thấy bán đồ cũ nhưng mà chiếc xe này đâu có cũ lắm đâu. Xe này thì mình không thấy nó chì ở chỗ nào ha. Chắc người ta ít sử dụng. Để mình xem giá bao nhiêu tiền nhé.
18.700 yên ạ. Chiếc này khoảng 3.7 triệu tiền Việt Nam mình đó các bạn. Dạ, còn cái giá bên dưới này 26.000 yên là cái giá mà mới mua chiếc xe đạp này nè các bạn. Còn cái chiếc xe đạp màu trắng trắng bên kia, xe đạp đua các bạn. Để mình quay thật kỹ cho các bạn nha, xem chiếc xe đạp trắng trắng bên kia kìa. Chiếc xe này thì thương hiệu của Canada nè các bạn. Mà cái hãng xe đạp này hôm trước mình có làm video mình quay cho các bạn xem á. Thì chiếc xe đạp này thì mình thấy có ghi trong đây là chiếc xe đạp này là chiếc xe mà để cho những người mới tập chơi chiếc xe đạp đua đó các bạn. Là chiếc xe đạp mà để dành cho những người mới bắt đầu chơi xe đạp đua các bạn. Thì cái ghi đông của xe này thì nó chưa có quấn cái dây á các bạn. Thì mình mua về mình thích dây màu gì thì mình sẽ quấn dây màu đó vô. Chiếc này thì nó cũng thấp á các bạn. Nó nhỏ, nó thấp, nó gọn. Mình mới bắt đầu tập chơi xe đạp đua các bạn. Thì nên mua chiếc này, mình chạy tập chạy trước. Sau đó rồi mình sẽ chạy mấy chiếc xe chuyên nghiệp hơn á. Chiếc này trông thấy cũng còn mới quá các bạn. Anh quay thật kỹ cho các bạn xem. Mấy chiếc xe đạp mà đua chuyên nghiệp á các bạn, mình phải chạy quen thì mình mới chạy được nó. Chiếc này thì nó thấp á, thì mình dễ trèo lên, bước lên, mình đạp, mình chạy, nó rất là dễ. Giờ thì mình mới biết đó các bạn, nó có cái loại xe mà mình để mới bắt đầu mình tập chơi xe đạp đua là cái dòng xe này nè các bạn, là cái loại xe này nè. Lúc trước mình không có biết, mình mua cái loại xe mà đua chuyên nghiệp rồi mình mới bắt đầu mình chạy khó lắm các bạn. Nó cũng làm cho mình nản lúc đầu á, mình nghĩ tưởng đâu là mình không chạy được nữa rồi. Cũng tại vì mình đam mê quá chiếc xe đạp đua các bạn, nên mình cố gắng mình tập, mình luyện, mình đạp, mình chạy, rồi dần dần mình mới chạy được. Chứ lúc đầu mà mình biết có cái loại tập chạy vậy thì mình mua chiếc mấy loại này mình tập chạy thì nó dễ chạy hơn. Sau đó mình lên cái loại xe đua chuyên nghiệp. Dạ, chiếc này thì nó có giá là 33.000 yên các bạn. Thì khoảng 6.600.000 tiền Việt Nam mình đó các bạn. Dạ, các bạn ơi, video đến đây mình xin phép tạm dừng video rồi. Rất mong rằng video này được giúp ích đến các bạn. Để các bạn nhìn thấy những món đồ mà mình tìm, mình cần mua để sử dụng. Nếu như các bạn có thích những món đồ ở tiệm này thì các bạn không biết địa chỉ ở đây, thì mình sẽ gửi cho các bạn địa chỉ ở tiệm này nha các bạn. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đã dành nhiều thời gian xem video. Xin kính chúc đến các bạn thật dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.